Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ cho mọi người cách cái khắc phục cái lỗi là không mở được Google Chrome. Thực ra cái lỗi này mình có thể khắc phục được tất cả nhiều cái ứng dụng khác, ví dụ như là khi mà Zalo hay là một ứng dụng nào đó mà mọi người không mở được ấy, mọi người có thể áp dụng nhá. Thì để khắc phục cái lỗi mà không mở được Google Chrome ấy thì mọi người sẽ làm như sau này. Mọi người kích chuột phải vào cái thanh taskbar này, kích chuột phải thanh taskbar. Mọi người chọn cho mình là taskbar Manager. Ở trên Win 7 thì mọi người cũng làm tương tự nhá. Ở trên Win 7 ấy, thì cái mục mà Processor này nó sẽ ở mục thứ hai, Processor nó sẽ ở mục thứ hai. Thì mọi người sẽ tìm đến ví dụ cái ứng dụng nào bị không mở được ấy thì mọi người tìm đến. Cái này mình gặp nhiều ở hai ứng dụng đó là Google Chrome và ứng dụng mà Zalo và Outlook. Thì mình đã áp dụng và cách này làm được hết này, mở được hết luôn này. Ví dụ ở đây nha, mình không mở được Google Chrome chẳng hạn. Bây giờ mình thì mọi người sẽ tìm đến cái mục Google Chrome này. Mọi người sẽ kích vào và chọn là end để xóa, để tắt đi ấy. Mọi người cứ tắt thế này đến khi nào mà nó bật cái Google Chrome lên là được. Hoặc là mình dùng Zalo cũng thế, khi mà Zalo không bật lên được ấy, mình cứ tắt thế này thì tắt đến một lúc đó thì Zalo nó sẽ bật lên được. Cứ ấn end thôi. Ở đây thì mình không bị thì nó không lên được mọi người nha. Đó, mình tắt hết rồi. Ở đây thì mình không bị. Còn ở Win 7 thì mọi người hình như là end production hay sao ấy, chứ không phải là end tag này đâu nha. Ok, thì cách khắc phục cái lỗi mà không mở được Google Chrome lên thì cũng khá đơn giản vậy thôi. Mọi người chỉ cần làm như vậy là sẽ mở được nha. Ok, thì mình sẽ xin kết thúc cái video tại đây. Mọi người xem video cho mình xin nút like, muốn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.